Rồi em nha, hôm nay 12 tháng 5 mình mới về đem được một máy cúp 50 lửa thớt 84 nha anh em. Máy rã bãi xe Campuchia về, tình trạng máy là mình bán bao xiên không lấy đồ, giá rẻ cho anh em về thích hợp lấy đồ độ chế này kia tùy ha. Cục máy này mình bán là 1,7 triệu nha anh em, 1,7 triệu cho một cục máy cúp 50 lửa thớt nha anh em. Lửa thớt qua lăng còn quay được nè, hơi nhẹ nhàng luôn, lửa thớt 84 nha. Đó anh em, hôm nay mua bộ lửa này với cặp lốc với lại cái vỏ đầu này là nó phải hơn 2 triệu, mình bán nguyên cục máy này chỉ có giá là 1,7 triệu thôi nha, bán là chỉ bao xin không lấy đồ. Anh em về muốn mua làm gì làm nha, bao gồm cục máy co xăng hình sao hàng vậy nha. Nói chung với giá này mình bán cho anh em là nói chung là bán sát máy bãi bên cạnh về. Đó. Anh em muốn mua về muốn làm gì làm, muốn độ chế muốn đồn độ ha, là muốn lấy xác để đáp là xe này xe kia tùy nha anh em. Đó. Máy lửa 84 luôn, máy cúp 50 lửa 84 đã xe cam về, giá bán là 1,7 triệu nha. Anh em đâu cần cái alo em, số điện thoại là 0933 996 332.